Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe. Hôm nay thì em sẽ mang đến cho các anh một cái sản phẩm đến từ nhà hàng Zippo. Cái mẫu này có mã hàng là Zippo 200 các anh nhé. Mã hàng là Zippo 200 các anh ạ. Một trong những cái dòng mà best seller của nhà em trong vài năm qua, bán cực kỳ là chạy luôn. Đấy, em làm lại clip này để giới thiệu đến cho các anh một chút là hãng đã cập nhật giá và bên em cũng phải cập nhật giá theo hãng thôi. Tuy nhiên thì bên em đã tối ưu giá tốt nhất có thể để giúp cho các anh tiếp cận được một cái sản phẩm thương hiệu quốc tế, hàng hiệu, độ bền cao, chất lượng cao, uy tín trên thị trường cũng như là dùng rất là an toàn và hiệu quả luôn. Đấy, thì bên em sẽ cố gắng tối ưu tốt nhất có thể. Đây là cái mẫu Zippo 200, mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình, chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng các anh vui lòng gọi đúng mã sản phẩm cho em để bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm làm mất thời gian của các anh rất là nhiều nhé. Như các anh có thể quan sát ở trên tay em, đấy là một chiếc Zippo trơn phay xước các anh nhé, phay xước nghe. Đấy, em dâng như thế này các anh có thể quan sát được cái màu sắc thật đấy. Đó, màu sắc thật của cái sản phẩm này là như này. Đấy, ở các cạnh bên thì là trơn bóng các anh nhé, chôm mạ chôm bóng. Cái sản phẩm này thì được làm từ ruột đồng, cái vỏ đồng, cốt đồng, và ở bên ngoài thì sẽ được mạ chôm. Cái lớp mạ thì rất là bền các anh ạ, cực kỳ bền luôn, cực kỳ đẹp. Cái sản phẩm phay xước như này dành cho các anh yêu thích sự đơn giản, cũng như cái phần phay xước này nó tạo cái độ nhám thì giúp cho các anh không bị trượt ra khỏi tay khi mà tay có nhiều mồ hôi. Rất là nhiều anh làm ngoài công trình ấy thì rất là nhiều mồ hôi tay, thì mình nên lựa chọn những cái sản phẩm như thế này. Và cái phần xước như này có xước thì cũng không nhìn thấy được. Đấy, các anh dùng nhiều mồ hôi tay hoặc là các anh tiếp xúc với nhiều nước như các anh đi biển thì dùng cái sản phẩm này rất là thích hợp, nó không bị trượt khỏi lòng bàn tay của các anh. Đấy, mọi thứ rất là sắc nét, rất là kín khít đúng không các anh. Bản lề 5 chấu mộc đáy lõm, thông số rất là sắc nét, các anh bật chế độ full HD lên để quan sát giúp em nhé. Thông số rất là nét, sắc nét luôn. Bên em giao năm đời số mới các anh ạ, và giao năm ngẫu nhiên. Hãng lên cập nhật lên thì bên em cập nhật lên theo hãng các anh nhé, các anh vui lòng nhận ngẫu nhiên giúp em. Tiếng kêu rất là hay và thanh, cái dòng classic này thì best về tiếng kêu rồi. Đấy, bánh xe chéo các anh ạ, bánh xe chéo giúp cho cái phần đánh lửa được hiệu quả. Phần ống đá rất là sắc sảo, cân đối hài hòa. Búa cam màu than chì các anh nhé, rất là đẹp và tuyệt vời luôn, chất lượng cực kỳ là tuyệt vời trong một cái sản phẩm như thế này. Và giá thành bên em tối ưu thì em nghĩ rằng là rất là nhiều anh có thể hoàn toàn sở hữu được một cái Zippo hàng hiệu chính hãng và với cái độ bền cao, cái buồng đốt 16 lỗ, giúp cho các anh đi gió tốt hơn, như lấy nhiều oxy cho cái ngọn lửa mạnh mẽ hơn mà tiết kiệm nhiên liệu. Cái phần đinh tán này cũng được làm rất là sắc sảo và sạch sẽ, sờ vào đây không bị cái cảm giác cấn gợn gì hết, rất là mượt, đinh tán rất đều. Phần ruột bên trong các anh có thể quan sát, trùng năm. Cái sản phẩm em đang cầm trên tay thì lại trùng cả tháng luôn. Đây, cái phần mộc đáy của cái ruột. Cách châm xăng thì các anh mới học cách dùng Zippo chưa biết cách châm xăng đúng, có rất là nhiều anh dùng lâu rồi cũng chưa biết cách châm xăng đúng, thì các anh có thể xem clip hướng dẫn châm xăng đúng cách ở trên kênh YouTube Ambe Yêu Đồ Đẹp giúp em nhé. Phần mặt sau của cái ruột, chúng ta sẽ có những cái thông số, cái dòng cảnh báo của hãng. Tiếng kêu rất thích, rất đã luôn. Ở ngoài ra thì cái phần bề mặt trơn này các anh cũng có thể khắc tên lên cái sản phẩm này. Nếu như là các anh có nhu cầu khắc tên và số điện thoại lên thì các anh cũng có thể yêu cầu với nhân viên của bên em khi gọi điện thoại đặt hàng để bên em hỗ trợ các anh. Ngoài ra thì các anh cũng có thể khắc lên làm quà tặng cho bạn bè, sếp, đồng nghiệp, đối tác trong những dịp lễ quan trọng. Khắc được ở cả logo công ty các anh nhé. Bên em thực hiện rất là nhiều cái sản phẩm khắc cho rất là nhiều công ty ở trên toàn quốc luôn, rất là uy tín và đảm bảo cho các anh. Đấy, anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, bên em sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh cũng có thể là truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website để mà tiết kiệm thời gian đấy. Các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình, gọi để bảo mật thông tin các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.